Mặc dù hôm nay anh Bảy đã trốn đi chơi, tuy nhiên thanh niên vẫn bị con sư tử Hà Đông của mình bắt về nhà. Vì ở nhà không có gì chơi nên anh vừa nghĩ ra một ý tưởng cực kỳ thú vị. Anh Bảy đã chuẩn bị 4 chiếc túi đầy ắp tiểu cường. Bọn chúng đều là bét cưng mà thanh niên nuôi đã lâu. Mặc dù có hơi hôi hám một chút nhưng nuôi bọn tiểu cường này thú vị lắm mấy bạn. Bạn nào muốn nuôi một em tiểu cường thì mau chóng nhanh tay comment xuống phía dưới phần bình luận đi nhé. Đổ cả 3 túi xuống hộp nhựa, chúng ta sẽ có 1.000 tiểu cường siêu cấp dễ thương. Trông bọn chúng cute đến nỗi nổi hết cả da gà luôn ha ha. Tiếp theo đó, anh Bảy sẽ giới thiệu cho mọi người 7 kiến đạn Bình Dương mà thanh niên nuôi 20 năm trước. Bọn kiến đạn ngoài việc đen xì ra thì cái nết của chúng cũng vãi lồng đèn lắm. Anh Bảy hở tay ra cái là bị chích chích hút, đổ hết các ống nghiệm chứa kiến đạn. Chúng ta sẽ có cả bầy tụ họp đông đủ, một bên là 1.000 chú tiểu cường dễ thương, một bên là 1.000 con kiến đạn máu chiến. Không biết bên nào mới là kẻ mạnh hơn đây nhỉ? Để kiểm chứng điều đó, Bảy Trọ đã thẳng tay đổ tất cả chúng vào trong một chiến trường. Mau đấm nhau đi nào mấy bé ơi, các bạn đoán xem bên nào sẽ thắng nhỉ? Ở giữa trung tâm chiến trường khá hỗn loạn, cả tiểu cường và kiến đạn đều cắn xé lẫn nhau. Bờ tường của chiến trường là nơi một vài con kiến đạn phong tỏa, có vẻ như chúng muốn chặn con đường sống của bầy rán, bắt rán phải chiến đấu cho đến khi gục ngã. Vãi luôn, đang đánh nhau căng thẳng thì anh Bảy lại để một miếng thạch ngon lành vào trong chiến trường. Sau đó thanh niên khoanh vùng trung tâm của chiến trường lại. Chỉ có những chiến binh dũng cảm muốn được ăn những miếng thạch ngon lành bổ dưỡng thì mới có thể qua đây. Uầy mấy bạn trông nè, miếng thạch hầu hết đã bị kiến đạn bao phủ. Điều này chứng tỏ kiến vẫn đang ở của trên so với tiểu cường. Vãi luôn, anh Bảy đã tìm ra xác của vài chiến binh rắn, thậm chí chân tay của chúng còn bị cắt rời ra. Thiệt là một cảnh tượng dã man con ngan con. Uầy, khi nhấc lớp rào chắn lên, Bảy Trọ còn thấy có nhiều tiểu cường vì quá sợ hãi sức mạnh của kiến đạn nên đã trốn chui trốn lùi trong này. Mà tính ra nãy giờ anh Bảy chưa phát hiện xác của một chiến binh kiến đạn nào luôn ấy. Chắc các bạn cũng biết sức mạnh từ cú chích của kiến đạn đau đớn như thế nào rồi đúng không? Anh Bảy là kẻ từng trải và hiểu cảm giác của bọn rắn. Vãi luôn, mấy thằng cu nhát gan núp hết vào một góc. Quả thật là một chiến thắng xứng đáng dành cho kiến đạn đúng không nào? Tuy nhiên đây mới chỉ là những tiểu cường mới nhú, tức là chúng còn rất nhỏ. Anh Bảy sẽ cố gắng nuôi 1.000 chú rắn này lớn như cái bô, sau đó sẽ tái hiện lại trận chiến này một lần nữa. Các bạn đừng quên like và đăng ký kênh để xem video tiếp theo trên kênh Nom Nom Review nhé. Sang ngày hôm sau, anh Bảy bất ngờ được bà hàng xóm tặng cho một con cua hoàng đế. Mặc dù chả thân quen gì với bà, nhưng bà cho thì anh cũng chỉ biết nhận thôi chứ sao. Mà lạ cái, bên trên mai cua hoàng đế có xuất hiện một vài sinh vật lạ bám ký sinh. Anh Bảy phân vân không biết bà hàng xóm có dùng thứ này để hạ độc mình hay không, vậy nên thanh niên đã lột bỏ lớp mai, phần thịt thì mang đi luộc xả ớt để tối đợi vợ đi làm về ăn. Phần mai cua thanh niên đã tự thả vào bể nước ngâm muối, ngâm lâu lâu có khi ăn quanh năm ấy chứ ha ha. Tuy nhiên có điều bất ngờ khi anh Bảy đã phát hiện những sinh vật bám trên mai cua đã tiến hóa, chính xác thì chúng lộ nguyên hình, hở mỗi cái đuôi dài ra ngoài. Vậy ra bà hàng xóm có ý định hãm hại anh Bảy bằng mấy sinh vật ký sinh này sao? Bảy Trọ sẽ dùng chúng làm mồi cho bể cá cảnh của anh. Đó đó mấy bạn thấy chứ, mấy con cá chả đớp vội. Cá anh Bảy nuôi là cá được mang về từ Bình Dương nên có khả năng miễn nhiễm độc tố, kháng hiệu ứng giải khống chế rất tốt. Vì khá rảnh háng khi phải ngồi đợi bọn sinh vật lạ lộ nguyên hình, anh Bảy tranh thủ làm cốc bia hơi Hà Nội mát lạnh. Uầy mấy bạn trông nè, con vật này nhìn khá giống giun kim, có vẻ bà hàng xóm muốn lừa Bảy Trọ hốc thứ này vào dạ dày để thanh niên bị ải chìa đây mà. Với mấy thứ kinh tởm này, anh Bảy sẽ làm mồi cho bé cá rô phi mà anh nuôi đã lâu. Con cá của anh cũng có khả năng miễn nhiễm độc tố, giải hiệu ứng nên giun kim không thể làm nó bị ải chìa được. Thôi thì chúc anh Bảy và chú cá rô phi ăn ngon miệng nhé. Hẹn tối gặp lại anh ở bãi biển Bắc Băng Dương. Trời nhanh chóng trở tối, anh Bảy lúc này đã có mặt tại Bắc Băng Dương cùng với người bạn tên Quý của mình. Anh thường gọi hắn là Quý Báu, đôi lúc là Quý Báo vì chuyên gia báo bạn báo bè. Nghe nói dạo gần đây Bắc Băng Dương có nhiều thủy quái xuất hiện lắm, Bảy Trọ cũng muốn thử cảm giác mạnh đi đêm săn bắt thủy quái là như thế nào. Và không phải chờ đợi lâu khi con vật đầu tiên mà thanh niên nhìn thấy là một con hầm sai hải sâm. Nó có thân hình khá giống sên, tuy nhiên cơ thể thường nôn ra chất dịch màu tím mỗi khi cảm giác nguy hiểm. Thôi thì tạm biệt bé nó, lần sau anh Bảy sẽ bắt. Vãi luôn, trước mắt mấy bạn đây là cá hải tượng. Tuy nhiên thì thằng cu này đã ngủm củ tỏi từ bao giờ? Nom Nom nghe nói loài này có thể lớn tới 100 cân. Giá như bé nó còn sống thì có lẽ anh Bảy sẽ mang nó về nuôi. U là trời, ở biển Bắc Băng Dương, Bảy Trọ chỉ cần hớt bừa thì đã có thứ gì đó chui vào vật. Cái thứ nhớt nhớt này giống thạch ghê, mà có vẻ thời tiết ở đây khá lạnh nên mấy bé cá yếu sinh lý đều đã ngủm củ tỏi. Ái chà chà. Bé cá lóc đã bị úp sọt, kích cỡ của nó khá lớn đấy. Bạn nào từng nuôi cá lóc thì biết răng của nó sắc tới cỡ nào. Vãi trông cái đuôi ngoe nguẩy dễ thương thật đấy. Đây là con nhím biển nè mấy bạn. Bào ngư là loại hải sản đắt đỏ và quý hiếm ở vùng biển Bắc. Ấy thế mà chỗ này mọc như rơm. Có vẻ cơ thể của chúng có thể thích nghi được với nhiệt độ lạnh lẽo tại Bắc Băng Dương. Anh Bảy muốn cạo được nhím biển phải dùng dao nhỏ. Vãi có một chú cá lóc đã ngủm củ tỏi bên bờ biển nè. What the hell? Anh Bảy vừa bắt được một con thủy quái khá kinh dị. Tuy nhiên nó đã bán muối từ nao giờ. Nhìn cái miệng bị xé toạc của nó, anh Bảy có cảm giác nó bị sinh vật gì đó tấn công.
Theo Nom Nom được biết thì nó là loài lươn biển khổng lồ. Nếu thằng cu này còn sống có lẽ bảy trọ sẽ mang về nhà thịt luôn. Ê, trên cơ thể nó còn có một sinh vật khá cute nữa. Đó là một con mực nhỏ nhắn. Bữa đi săn hôm nay có lẽ sẽ dừng lại ở đây thôi mấy bạn. Anh bảy đang lạnh sun vòi rồi. Đã thế còn bị con vợ gọi về nữa ahaha. Ở tình huống tiếp theo, hôm nay anh Bảy vừa mới bán được những bộ phận robot đắt đỏ mà thanh niên lụm được ở bờ sông gần nhà. Anh Bảy đã thu về được 500 tỷ và giờ chuẩn bị đổi đời. Trước tiên anh sẽ thay đổi ngôi nhà thủy sinh mà những sinh vật anh nuôi bấy lâu nay sang một chiếc bể mới siêu to khổng lồ hơn. Còn chần chừ gì nữa mà không bắt tay vào việc luôn nhỉ? Lội ngay vào bể nước cho máu. U là trời mấy bạn trông nè, quá nhiều loài cá sặc sỡ. Và con đầu tiên mà ông cháu lụm được chính là chú cá Oscar Bạch Tạng. Thêm cháu nữa đã vào dọ. Ở bể nhỏ này, anh Bảy chỉ nuôi mấy dạng cá vừa và nhỏ. Trời mẹ, chú cá lau kinh này có ngoại hình ngầu bá cháy bọ chét, đã thế còn đen như cu thui, trông nó giống thủy quái thật sự luôn ấy. Bên cạnh đó con lau kính bạch tạng cũng không thua kém. Loài này quý hiếm lại còn cực đắt đỏ nữa. Mấy em chó cũng vào camera kiểm tra xem con này thịt ngon không. Đúng là bét của anh Bảy có khác. Mấy chú cá anh nuôi con nào con nấy cũng to béo tròn xoe, đem lên chảo dầu chiên giòn bớt cũng không thành vấn đề. Tuy nhiên chuyện ăn uống để tối, giờ bảy trọ cũng bạn thân sẽ mang chúng tới bể nước lớn mà anh nói ở đầu video. Thật ra ở đây đã có một vài chú cá đần. Đó đó mấy bạn thấy không, Oscar Bạch Tạng này sẽ là thanh niên đầu tiên được thả vào bể. Mau lớn nhanh để bảy trọ còn đem mày lên chảo dầu nhé. Nhìn trong bể quá trời đẹp luôn. Con Oscar hắc ám tiếp theo được thả vô trong bể. Thằng cu này cũng bá cháy bọ chét không kém. Mà xem đi xem lại những chú cá mà bảy bóng nuôi đẹp quá xá luôn. Bữa nào Nom Nom phải qua nhà anh bảy xin vào em về nuôi mới được. Bạn nào cũng muốn nuôi mấy chú cá tuyệt đẹp đó thì hãy nhanh tay comment xuống bên dưới nha. Giờ anh bảy sẽ tiếp tục ra bể nhỏ hớt cá. Con cá lau kính đen xì quậy thế nhỉ. Mày không cẩn thận bảy trọ cho mày lên chảo dầu thì đừng đổ lỗi đấy nhé. What the hell. Trước mắt các bạn đây là chú cá mập nước ngọt. Làn da bóng nhẫy thật sự đẹp mắt, anh bảy không những có một mà còn tới ba con lận, trong bể nhỏ con cá nào cũng to, bảy trọ không biết lựa bé nào đầu tiên luôn, mấy thằng cu bơi hết vô đây đê, sao thanh niên méo thả vào thùng xốp mà lại để thằng bạn thân chạy bộ từ bể nhỏ tới bể lớn trong nhà nhỉ, mua việc thật chứ, và con cá da trơn này chính là thành quả, ở Việt Nam chúng ta gọi nó là cá hồng vĩ, có sọc trắng ngay dưới phần thân, giá trị của nó có 7 tỷ một con thôi, rẻ lắm mấy bạn ạ. Nói chứ thật ra nếu bảy trọ tự tin bán giàn cá anh nuôi trong bể nhỏ, thì số tiền thanh niên thu lại phải vài trăm đạt villa cũng chẳng ít. Đó đó, trông con nào con nấy cũng siêu to khổng lồ. U là trời có thằng cu đang cố thoát khỏi vợt bảy bóng kìa. Mày tính chạy đâu con sâu, con si cơ lít đen thân tròn. Chỉ một phút mà thanh niên đã lụm được rất nhiều bé cá. U là trời, con cá này tên là gì vậy mọi người? Nom Nom lần đầu mới nhìn thấy nó, thả cùng một lúc hai ông cháu xuống bể lớn luôn nè. Nhanh nhanh lớn để bảy trọ còn đem nhúng lẩu nhé. Con cá mập nước ngọt có làn da bóng nhẫy, đôi khi anh bảy cảm giác như mình đang ở trong rừng rậm Amazon vậy. Có quá nhiều loài cá độc lạ trong bể mà không thể kể tên hết. Bảy trọ tạm thời nhường lại vị trí hớt cá cho bạn thân, và ông cháu may mắn đầu tiên bị lụm lên chính là quần đùi gì mà chạy nhanh thế anh giai ơi. Thậm chí anh bảy bắt được con ba ba luôn nè. Con thằng cu này là cá đuôi đỏ bạch tạng, to chà bá hết chỗ chê, làm tốt lắm, đúng là anh em của ta. Con cá da trơn này là con to nhất mà anh bảy đang nuôi, khối lượng của nó cỡ 5 kg. U là trời, trông cái miệng của nó kìa. Chào các bạn khán giả cái đi nhỉ. À há, chú lau kính đen thùi lùi cũng ok đấy chứ, trông vệt sọc vàng của nó kìa, vãi trưởng, cái bụng chảy thây mập ú hải quá. À há, con cá mà anh bảy mong chờ bắt được đã xuất hiện, chú cá roi ồ hoàng gia khổng lồ này đây. Trời mé, ngoại hình của nó bắt mắt quá, hãy nhìn những vết chấm đen trên cơ thể kia, đủ hiểu nó quý hiếm cỡ nào rồi đó. Anh bảy lại thả hết đống cá vào bể lớn, nhưng khoan cái, chẳng lẽ anh lại không sợ bọn cá lớn nuốt cá bé hả? Nhìn từ trên cao xuống có vẻ thưa thớt, tuy nhiên lại cực nhiều cá, một phần do bể quá lớn thôi mấy bạn.